Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Chứng Minh, kính thưa quý cấp lãnh đạo chính quyền, quý vị khách mời và kính thưa toàn thể quý bạn tu sinh thân mến. Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng 5 năm Nhâm Dần. Thừa ủy nhiệm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên, Ban hướng dẫn Phật tử huyện Duy Xuyên long trọng tổ chức khóa tu mùa hè, chủ đề hạt giống tâm lành lần thứ 9. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin được thông qua chương lịch trình lễ chính của lễ khai mạc khóa tu sáng hôm nay như sau. 1. Cung nghinh Chư Tôn Thiền Đức Quang Lâm. 2. Niệm Phật cầu gia hộ phúc tưởng niệm. 3. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần, chứng minh và tham dự. 4. Dâng hoa chào mừng. 5. Tuyên đọc diễn văn khai mạc. 6. Tặng hoa chúc mừng. 7. Tuyên đọc nội quy khóa tu. 8. Lời phát nguyện của đại diện tu sinh. 9. Phát biểu của đại diện chính quyền. 10. Đạo từ của Thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên. 11. Lời cảm tạ. 12. Hồi hướng. Đó là toàn bộ chương trình lễ khai mạc sáng hôm nay. Xin kính trình lên Chư Tôn Đức và quý vị liễu tri. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ đây, trước khi đi vào chương trình chính thức của buổi lễ, chúng con xin thành kính cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni và kính mời toàn thể quý vị quan khách cũng như các bạn tu sinh khởi thân niệm hồng danh Phật cầu gia bị. Cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh khởi niệm. Thế Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tưởng niệm chư thánh tự đạo, chư vị tiền bối hữu công Phật giáo, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho quê hương và đất nước Việt Nam yên bình. Để tưởng nhớ các vị y bác sĩ, chư vị mặt trận tuyến đầu phòng chống dịch đã hy sinh cho nhân dân đi qua cơn dịch bệnh, phúc nhập từ bi quán bắt đầu. Phúc nhập từ bi quán đã qua. Cung thỉnh Chư Tôn Đức an tọa, kính mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý liệt vị và các bạn tu sinh thân mến, về đây chung một con đường, yêu thương kết nối chỗ nương nhiệm màu, vui đời vui đạo nhịp cầu, tương thân tương ái kết nhau bạn lành. Mùa hè năm 2022 đã đến, những cánh phượng rực rỡ khắp con đường, những chú ve rộn ràng ca hát dưới vòm lá. Cũng là lúc các bạn học sinh, sinh viên được tạm dừng bút nghiêng để thư giãn, trau dồi thêm kiến thức và trải nghiệm, tích góp thêm những kinh nghiệm sống cho riêng mình sau một năm dài học tập căng thẳng. Mùa hè cũng là dịp các bạn trẻ vui chơi, giải trí, có nhiều sự lựa chọn để các bạn trẻ có một kỳ nghỉ hè ý nghĩa. Nhưng không phải ai cũng biết tận dụng kỳ nghỉ hè để làm được một việc gì đó có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Dường như giới trẻ hiện nay đang chịu nhiều áp lực. Bên cạnh đó, những khúc mắc trong lòng hay gọi theo thuật ngữ của nhà Phật, đó là những nội kết mà các bạn trẻ gặp phải khi đối nhân xử thế, quan hệ, bạn bè. Chứng kiến những cảnh khổ của cuộc đời, sự chuyển biến của thời đại đối diện với những điều xấu, nhiều bạn trẻ đã lao vào những cục vui chơi, đắm chìm trong thế giới ảo trên Internet, trở nên ngỗ nghịch với bố mẹ, quên đi chuẩn mực đạo đức sống trong xã hội. Trước xu thế phát triển của xã hội đương thời,
nhân loại đang ngày đêm đối mặt với nhiều thách thức của đời sống thực tại, đã nảy sinh nhiều phức tạp trong các mối quan hệ về tinh thần và vật chất, nhân phẩm, đạo đức. Những nét đẹp thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam đang trên đà tụt dốc, và giới trẻ cũng là đối tượng bị tác động nhanh và mạnh. Đứng trước thực tại đó, khóa tu mùa hè đã có những hành động nhắm đến các bạn học sinh, sinh viên, các thế hệ trẻ tương lai của đất nước, nhằm định hướng và nâng cao được nhận thức cho các bạn hướng đến đời sống chân thiện mỹ, tạo một niềm tin và sức mạnh về lối sống lành mạnh, bảo tồn những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, Phật giáo luôn đồng hành cùng với dân tộc. Mục đích nhân quả của Phật giáo là hướng con người đến chân thiện mỹ, chăm làm các việc lành và tránh xa các việc ác. Phương pháp tu hành trong Phật giáo là giúp con người trong xã hội hiện đại ngày nay giảm đi áp lực của cuộc sống, và đặc biệt là giúp cho giới trẻ ngày nay biết hướng đến những điều lành, việc thiện, với tâm nguyện phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật, để góp một phần trách nhiệm cùng với xã hội trong công cuộc giáo dục thế hệ trẻ ngay từ khi các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường. Tiếp nối sau sự thành công của 8 lần khóa tu mùa hè tuổi trẻ và cuộc sống, ngày hôm nay tại chùa Phước Sơn, xã Di Hải, huyện Di Xuyên, ban hướng dẫn Phật tử huyện long trọng tổ chức khai mạc khóa tu mùa hè lần thứ 9, diễn ra từ ngày 17, 18, 19 tháng 6 năm 2022, nhằm tạo ra một môi trường lành mạnh cho các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. Trong khóa tu mùa hè, ngoài những bài học về đạo làm người, các bạn trẻ còn có cơ hội tiếp nhận được những giáo lý cơ bản của đạo Phật. Khi một bạn trẻ biết đến Phật Pháp và biết sống theo lời Phật dạy, chắc chắn đó sẽ là một người có đạo đức, biết sống trí tuệ, giàu lòng từ bi và sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân để phụng sự cho xã hội và đất nước. Đó cũng là mục tiêu cao cả mà khóa tu hướng đến, và đó cũng chính là lý do của buổi lễ khai mạc sáng hôm nay. Quang Lâm chứng minh và tham dự buổi lễ khai mạc khóa tu sáng hôm nay. Trên bàn chứng minh, chúng con xin thành kính đảnh lễ và giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Đà Nẵng. Chúng con xin thành kính giới thiệu Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Như Giải, Ủy viên Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Di Xuyên. Chúng con xin thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Viên Hải, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh. Xin thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Viên Phước, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Trưởng Phân Ban Thanh Thiếu Nhi Phật tử tỉnh Quảng Nam. Xin thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Thông Huệ, Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp Ban Trị sự Phật giáo huyện Di Xuyên. Xin thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Thông Thắng, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử huyện, Trưởng Ban Tổ chức khóa tu mùa hè. Xin thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Thông Minh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện, Trưởng Ban Pháp chế Phật giáo huyện, Phó Ban Tổ chức khóa tu mùa hè. Xin thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Pháp Trí, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Thanh Thiếu Nhi Phật tử Trung ương, trụ trì chùa Quán Thế Âm, Điện Bàn. Xin thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Tâm Nguyên, trụ trì tu viện Hạnh Phúc, Hoa Kỳ. Xin thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Trí Định, giảng sư khóa tu mùa hè. Xin thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Quảng Năng, trụ trì chùa Bửu Hạnh, thị xã Điện Bàn. Xin thành kính giới thiệu chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện Di Xuyên đã về tham dự lễ khai mạc sáng hôm nay. Xin thành kính giới thiệu anh Nguyễn Công Thảnh, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Trưởng Phân Ban Gia đình Phật tử tỉnh Quảng Nam. Xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Đào, Trưởng
phân ban điều hành gia đình Phật tử huyện Duy Xuyên. Về phía chính quyền huyện Duy Xuyên, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Công Thành, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Duy Xuyên. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Ngọc Long, Công an huyện Duy Xuyên. Về phía lãnh đạo xã Duy Hải, xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Được, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Duy Hải. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thống, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Duy Hải. Xin trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Duy Hải. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Trung, Trưởng Công an xã Duy Hải. Xin thành kính giới thiệu chư vị khách quý, các nhà hảo tâm, Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh, kênh truyền hình QCB Phật giáo tỉnh, Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo huyện Duy Xuyên đã về tham dự và đưa tin khóa tu sáng hôm nay. Đặc biệt xin hân hoan chào đón hơn 400 bạn tu sinh tình nguyện viên cũng đang hiện diện tại khóa tu mùa hè Tuổi trẻ và cuộc sống lần thứ 9. Xin hậu chúng cho một tràng pháo tay thật dài để chào đón và chúc mừng. Tiếp theo chương trình, xin mời các em trong đoàn dâng hoa, dâng những lẵng hoa tươi thắm cúng dường lên chư tôn đức và chào mừng quý quan khách. Chào mừng lễ khai mạc khóa tu mùa hè sáng hôm nay. Xin trân trọng kính mời.
đau chồng chất trong lòng người. Nguyện cầu cho nơi nơi yên vui khắp chốn, ánh sáng đất Thích Ca nhiệm màu soi thế gian. Con lên chùa dâng hoa, con cúng dường chư Phật, rồi lòng con thanh thoát trong pháp màu thiêng liêng. Ngàn hào quang rọi sáng lòng trần, con mê mờ quá tình đời sâu đau rồi đến trong muôn loài. Lạy Ngài cho con xin quy y sám hối những lỗi trót gây ra, dọn lòng dâng đó. Xin cảm ơn các em trong đoàn dân hoa. Tiếp theo chương trình giờ phút này để chính thức khai mạc cho khóa tu mùa hè lần thứ 9 tại chùa Phước Sơn, chủ đề hạt giống tâm lành năm 2022. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Thông Thắng, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử huyện Duy Xuyên, Trưởng Ban Tổ chức khóa tu lên đọc diễn văn khai mạc. Thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa quý quan khách lãnh đạo chính quyền các cấp, quý thân hào nhân sĩ, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, quý đạo hữu Phật tử xa gần, các bạn tình nguyện viên và tu sinh tham dự khóa tu mùa hè, tuổi trẻ và cục sống. Thưa toàn thể liệt quý vị, hôm nay trong không khí hân hoan, trang nghiêm thấm đượm tình tại chùa Phước Sơn thân thương này, lời đầu tiên chúng con xin thay mặt cho ban tổ chức hân hoan thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Thích Thiện Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Thượng tọa Thích Như Giải, Ủy viên Thường trực Ban Hướng dẫn Trung ương, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên và hiện tiền chư tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Quảng Nam, chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên, chư tôn đức trụ trì các từ viện tỉnh thất trong toàn huyện đã đáp lời thỉnh cầu quan lâm chứng minh buổi lễ khai mạc khóa tu mùa hè lần thứ 9 năm 2022 hôm nay. Chúng tôi thay mặt cho ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý quan khách, các cấp lãnh đạo chính quyền huyện Duy Xuyên, xã Duy Hải, quý vị thân hào nhân sĩ, quý đạo hữu Phật tử và hơn 100 bạn tình nguyện viên, hơn 400 khóa sinh đã về tham dự buổi lễ trọng thể này. Kính chúc chư tôn thiền đức pháp thể khai nam Phật sự viên thành. Xin gửi đến toàn thể quý vị lời chúc an lạc,
hoan hỷ và tràn đầy năng lượng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, ngược dòng thời gian hơn 2600 năm về trước, sau khi thành đạo với cội Bồ Đề, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã vì lòng từ bi thương xót chúng sanh, Ngài đã bằng văn du khắp xứ Ấn Độ để giáo hóa, đưa chúng sinh từ bờ mê qua bến giác. Ngài đã dạy cho hàng đệ tử hãy ra đi vì lợi ích cho số đông và lợi ích cho chư thiên và loài người. Và sự thiền của Đức Phật chỉ là một mục đích duy nhất là giúp cho chúng sinh nhập vào tri kiến Phật. Cuộc đời của Ngài là minh chứng hùng hồn triết lý từ bi và trí tuệ của Ngài để kiến tạo cho mọi tầng lớp trong xã hội có được thành công an lạc như nhau, đặc biệt là với giới trẻ. Vì giới trẻ chính là mầm non tương lai của đạo Pháp, của quốc gia và xã hội. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập và phát triển, cùng với sự hiện đại hóa của ngành công nghệ thông tin sẽ là một thách thức lớn của xã hội. Thế hệ trẻ sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển tương lai nếu có được định hướng đúng đắn, và ngược lại cũng rất dễ bị sa ngã trước những cám dỗ của cuộc đời. Người xưa đã từng nói, hiện tại là nguyên khí của quốc gia, tăng tài là pháp khí thiền gia. Thế nên nhiệm vụ giáo dục hướng dẫn thanh thiếu niên, những người chủ tương lai của đất nước, những mầm non của đạo Pháp rất cần thiết và vô cùng quan trọng. Thưa quý liệt vị, với ý nghĩa trên, đồng thời tiếp nối 8 kỳ khóa tu mùa hè đã qua, năm nay thừa ý nhiệm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên, Ban hướng dẫn Phật tử huyện Duy Xuyên tiếp tục tổ chức khóa tu mùa hè tuổi trẻ và cuộc sống lần thứ 9 2022 với chủ đề hạt giống tâm lành, với mục đích mang đến cho các chúng khóa sinh bức thông điệp sống phải luôn phấn đấu để hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng hạt giống tâm thiện lành, biết yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia trong cuộc sống. Các bạn khóa sinh thân mến, tham dự khóa tu năm nay, các bạn sẽ được thực tập con đường chánh niệm và tỉnh thức, được học giáo lý từ chư tôn đức giảng sư nhiều kinh nghiệm. Các bạn sẽ được học khả năng giao tiếp và xử lý tình huống trong cuộc sống qua các chuyên gia tâm lý học, và cùng tham gia các trò chơi dân gian hay thực tập kỹ năng nói chuyện trước quần chúng. Đó cũng là cơ hội để các bạn hướng đến hoàn thiện hơn các giá trị chuẩn mực của người Phật tử hoặc những người có thiên hướng Phật giáo. Và chúng tôi, ban tổ chức khóa tu mùa hè, tin rằng với khát vọng và nhiệt huyết, với khả năng và sự nhạy bén của tuổi trẻ, các bạn sẽ biết cách nắm bắt cơ hội thể hiện mình một cách tốt nhất. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, một cánh án không thể làm nên nỗi mùa xuân, nhưng mùa xuân không thể thiếu cánh án. Trong vườn hoa Phật Pháp bao la, mỗi hạt giống tâm linh hôm nay sẽ góp phần nhỏ bé vào vườn hoa Phật giáo thêm tư sắc để tỏa hương cho cuộc đời. Trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, điều kiện cơ sở vật chất tại chùa Phước Sơn còn nhiều khiêm tốn và nhiều khó khăn, số lượng khóa sinh tham gia lại quá đông. Đây sẽ là một thách thức lớn cho ban tổ chức cũng như các khóa sinh trong quá trình tu học. Để khóa tu lần này được diễn ra một cách tốt đẹp, ban tổ chức chúng con luôn ngưỡng và vọng về sự gia hộ của mười phương chư Phật, lòng thương tưởng của chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, sự giúp đỡ rất nhiều từ phía các cấp chính quyền địa phương như tinh thần thay mặt địa phương, cũng như các mạnh thường quân và toàn thể quý Phật tử gần xa đã hỗ trợ về mặt vật chất cũng như tinh thần. Thay mặt ban tổ chức khóa tu, xin dốc lòng trọn tấm lòng tri ân tất cả. Ban tổ chức khóa tu mùa hè năm 2022 kính chúc chư tôn đức tăng ni chứng minh pháp thể khả năng tuệ đăng thường chiếu, xin gửi đến ta với các cấp lãnh đạo chính quyền, các nhân sĩ trí thức, quý đạo hữu Phật tử lời chúc sức khỏe, thành công, an lành. Xin gửi năng lượng tình yêu đến với các bạn tu sinh, chúc các bạn có những ngày tham gia khóa tu thật ý nghĩa, vui tươi và thấm tình đạo vị. Giờ phút này, thay mặt ban tổ chức,
chúng tôi trân trọng tuyên bố khai mạc khóa tu mùa hè Tuổi Trẻ Cuộc Sống lần thứ 9 năm 2022 với chủ đề hạt giống tâm linh. Chúc khóa tu thành công tốt đẹp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ba La Mật. A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình về tham dự lễ khai mạc khóa tu sáng hôm nay, chư tôn đức đã có những lãng hoa tươi thắm gửi đến chúc mừng. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin được trân trọng giới thiệu lãng hoa của ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Quảng Nam. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa đạo hiệu Thích Như Giải và xin kính mời đại đức Thích Thông Thắng, trưởng ban tổ chức khóa tu lên đón nhận. Chúng cho một tràng pháo tay thật lớn và thật dài để chúc mừng. Xin cảm ơn điện thoại. Tiếp theo là lãng hoa của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên. Xin thành kính cung thỉnh đại đức Thích Thông Huệ, phó ban thường trực ban trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên lên cao hạ. Sống. Để góp phần thành công tốt đẹp khóa tu mùa hè 2022 tại chùa Phước Sơn, các tu sinh Phật tử phải chấp hành và thực hiện tốt những nội quy của khóa tu như sau. 1. Luôn cung kính nghe lời hướng dẫn chỉ dạy của chư tôn đức tăng ni và ban quản chúng. 2. Chấp hành và thực hiện đúng thời khóa biểu sinh hoạt của chương trình đã quy định. 3. Không ra ngoài khuôn viên chùa trong thời gian tham dự khóa tu. 4. Không sử dụng điện thoại di động trong suốt thời gian diễn ra khóa tu, bao gồm cả tình nguyện viên. 5. Không mang theo các vật dụng quý giá, ví dụ như tiền vàng và các trang sức có giá trị khác. Không trang điểm phấn son, ăn mặc phải kín đáo, thân lịch thể hiện nếp sống giản dị và thân cao. 6. Các tu sinh phải luôn luôn giữ uy nghi trong khi đi đứng ngồi để giữ tâm mình luôn luôn trong chánh niệm tỉnh thức. 7. Trong thời gian sinh hoạt khóa tu, không được nói lời thô tục, tranh cãi, đánh nhau, không bàn chuyện đời, không cờ bạc và không bàn luận những vấn đề khác ngoài xã hội. 8.
không hút thuốc, uống rượu, bia và các chất gây nghiện như ma túy, không được mang pháo, chất nổ và vũ khí vào trong khóa tu. 9. Luôn luôn hoan hỷ hòa nhã, sống tương thân tương trợ, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tham gia tu học. 10. Không vứt rác bừa bãi, phải có ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh chung. 11. Không được làm việc khác ngoài giờ quy định, không ăn, ngủ phi thời, không đùa giỡn, đi lại hay nói chuyện, nghe chuyện phi pháp. Giờ nghỉ phải giữ trật tự, tránh làm phiền những người xung quanh. 12. Khi có vấn đề về sức khỏe hoặc cảm thấy mệt mỏi, phải báo ngay cho ban y tế để kịp thời xử lý. 13. Hành lý để đúng nơi quy định. Đồ dùng cá nhân phải để ngăn nắp, gọn gàng và ngay ngắn. 14. Luôn luôn kiểm tra và tắt hết mọi thiết bị điện thoại, thiết bị điện, nước khi ra khỏi phòng. 15. Chấp hành tốt và đúng hiệu lệnh. Nhà tập trung hôm nay ta về đây, nhà thức chúng về đây bên nhau. 16. Nếu vi phạm vào những điều lệ trên sẽ bị hình thức kỷ luật như sau. 1. Cảnh báo, và lần thứ 2 là sám hối trực chúng, và lần thứ 3 là không được tiếp tục tham gia khóa tu và các khóa tiếp theo. Trên đây là những quy định của ban tổ chức khóa tu. Kính mong các tu sinh và các tình nguyện viên Phật tử chấp hành tốt đúng nội quy để cho khóa tu được thành công viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình là phần dâng lời cảm tưởng phát nguyện của đại diện khóa sinh tham dự khóa tu. Giờ phút này chúng tôi xin trân trọng kính mời khóa sinh tham dự khóa tu Nguyễn Lê Ngọc Yên lên phát nguyện. Chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, hôm nay là ngày 18 tháng 6, con tên là Nguyễn Lê Thục Uyên, pháp danh là Trúc Tuyền, xin đại diện cho khóa sinh và tình nguyện viên tham gia khóa tu mùa hè lần thứ 9 tại chùa Phước Sơn, dâng lên lời phát nguyện. Khải bạch Chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, hè chỉ một từ ngắn ngủi nhưng trải dài trong cuộc hành trình của chúng con. Hè để yêu thương, hè để hồn nhiên, hè để quay quần trong chính niềm hạnh phúc ấm áp của gia đình sau những ngày dày đèn sách. Nhưng sao lại thế hè ơi, màu vàng của những vô tư hôm nay bỗng khác. Ánh nắng của ngày xưa giờ trong những suy tư, lá tầng cau rụng xuống, dừng bước chân lưu lạc. Nhìn lại thực mắt thương, lại rung cảnh quanh mình. Chúng con được sinh ra và lớn lên trong thời đại vô cùng phát triển, thời đại mà công nghệ, học hành, công việc chiếm hầu hết thời gian của chúng con. Tưởng rằng ngày hè là ngày mà chúng con được nghỉ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi, được quay về nương máu trong tình thương của gia đình, bỏ lại đằng sau những áp lực. Nhưng sự hạnh phúc kia sau ngắn ngủi và mong manh đến thế. Đáng buồn thay, sự phát triển mau chóng của xã hội đã khiến chúng con rơi vào một thế giới không thuộc về mình. Hằng ngày, chúng con đều gieo vào mảnh đất tâm lành những hạt giống của sự cô đơn, sợ hãi và hận thù. Để rồi một ngày, giữa người với người như có một khoảng cách rất lớn, chúng con dần đánh mất đi khả năng hiểu và thương. Có lẽ sự phát triển của công nghệ đã đưa chúng con đến một thế giới quá rộng lớn. Để rồi chúng con dần quên lãng những hạnh phúc mà chúng con đang nắm giữ trong tay.
đến với khóa tu lần này, chúng con mong muốn có cơ hội được buông bỏ những áp lực muộn phiền, tạm lìa xa những thiết bị công nghệ để khép mình vào nếp sống tập thể, thực tập đi đứng, ăn uống trong chánh niệm. Để chúng con biết rằng khi có sự hiện diện giữa thân và tâm, chúng con sẽ dễ dàng nhận thấy những điều kiện của hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Điều mà chúng con đánh mất khi rong ruổi nơi phương trời cao xa, những chiếc điện thoại hay toan tính về tương lai mà chúng con luôn nghĩ, để từ đó chúng con sống rộng rãi hơn, biết lắng nghe hơn, thấu hiểu hơn, để hạnh phúc hơn. Bởi những hạnh phúc không bao giờ là vấn đề cá nhân. Khi chúng con sống hạnh phúc, những người xung quanh con cũng hạnh phúc. Giờ đây, đối trước chư tôn đức, chúng con xin phát nguyện nỗ lực tu tâm, nghiêm túc chấp hành nội quy mà ban tổ chức khóa tu đã đưa ra. Để khóa tu thực sự có ý nghĩa và thành công, chúng con xin thành tâm kính chúc chư tôn đại pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ, kính chúc quý quan khách luôn dồi dào sức khỏe và bình an trong cuộc sống. A Di Đà Phật, xin cảm ơn đại diện khóa sinh phát nguyện. Xin mời tất cả tu tinh chúng ta an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể hội chúng về tham dự buổi lễ khai mạc khóa tu sáng hôm nay, các cấp lãnh đạo chính quyền đã dành thời gian quý báu đến tham dự và chúc mừng cho khóa tu mùa hè của Phật giáo huyện nhà. Giờ này chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Đặng Thị Tám, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Di Hải, đại diện các cấp chính quyền có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời. Kính thưa ông Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Ủy, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam huyện Duy Xuyên, cùng các vị đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện Duy Xuyên, kính thưa ông Phạm Được, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã, cùng các vị đại diện lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận, các ban ngành đoàn thể xã Di Hải, kính thưa Hòa Thượng Thích Thượng Toàn, Phó Thường Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật giáo Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Đà Nẵng, cùng các vị Thượng tọa Đại Đức nay Phật tử tỉnh huyện nhà. Kính thưa quý vị đại biểu, sáng hôm nay được sự thống nhất cho phép của Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên trên toàn huyện tại chùa Phước Sơn, xã Di Hải, nhằm tạo điều kiện cho các em thanh thiếu niên có điều kiện học tập, vui chơi, giải trí trong môi trường Phật pháp. Đến dự buổi lễ khai mạc khóa tu hôm nay, lần đầu tiên cho phép tôi thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Di Hải xin nhiệt liệt chào mừng và gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các quý thượng tọa, quý vị đại đức tăng ni cùng tất cả các em thanh thiếu niên Phật tử trong toàn huyện lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ khai mạc khóa tu lần thứ 9 diễn ra thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, trong suốt chặng đường đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Phật giáo luôn gắn liền với truyền thống của dân tộc. Trong đó có biết bao đại đức, tăng ni và đồng bào Phật giáo trong cả nước đã cống hiến máu xương của mình để góp phần tô thắm cho ngọn cờ độc lập ngày hôm nay. Những công lao đóng góp quý báu của Đảng đã được Đảng, Nhà nước luôn tri ân và ghi nhận. Bao nhiêu chùa chiền, nơi thờ tự của Đức Phật cũng bị bom, đạn cài ủi đổ nát, cũng bởi đất nước bị chiến tranh tàn phá. Khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất, non sông nối liền một dải, đồng bào Phật giáo lại phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội của dân tộc, không phân biệt lương giáo,
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bắt tay vào xây dựng quê hương đất nước, vừa tạo dựng lại các cơ sở thờ tự để có nơi tu học và không ngừng phát triển, đào tạo những con người có đức, có tài để giúp nước, giúp đạo lớn mạnh, nhằm góp phần tạo cho xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Kính thưa quý vị, khóa tu mùa hè lần thứ 9 với chủ đề Hạt giống tâm lành năm 2022 dành cho các em thanh thiếu niên toàn huyện tại chùa Phước Sơn, xã Duy Hải. Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Duy Hải ghi nhận tinh thần của ban tổ chức, có khóa tu mùa hè thật bổ ích, tạo dựng niềm tin và sức mạnh về một lối sống lành mạnh, bảo tồn những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc, đã quan tâm đến công tác giáo dục cho các em thanh thiếu niên Phật tử, góp phần cùng chăm lo giáo dục đạo đức lối sống, giúp cho các em được vui chơi, được giao lưu học hỏi, hướng đến đời sống chân thiện mỹ, xa rời các tệ nạn tiêu cực của xã hội, để các em trở thành những công dân tốt cho xã hội, cho đất nước. Đây cũng là cơ hội tốt để các em rèn luyện đạo đức, cũng như việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhân buổi lễ khai mạc hôm nay, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã kêu gọi ban tổ chức khóa tu và các em thanh thiếu niên hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, phấn đấu học tập truyền thống tốt đẹp của Đức Phật đã dạy, cùng nhau xây dựng và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời đảm bảo vệ trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra khóa tu tại địa phương, đảm bảo an toàn giao thông, quản lý tốt, không cho các em đi tắm biển quá xa, tránh tình trạng xảy ra đáng tiếc, để mọi người nguyện sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo, gắn bó giữa đạo và đời vì hạnh phúc an vui cho mọi người. Với ý nghĩa đó, tôi tin tưởng rằng ban tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ 9 dành cho các em thanh thiếu niên trong toàn huyện sẽ diễn ra thành công. Cuối cùng, một lần nữa, xin chúc với vị đại biểu, các vị thượng tọa, các vị đại đức tăng ni, ban tổ chức và toàn thể các em thanh thiếu niên về dự khóa tu lần này lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc khóa tu mùa hè năm nay diễn ra thành công, viên mãn. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn vị đại diện cho lãnh đạo chính quyền xã Duy Hải. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Thế hệ trẻ là rường cột của nước nhà. Đầu tư cho thế hệ trẻ là một việc làm rất quan trọng và vô cùng thiết thực. Đặc biệt là trong bối cảnh xã hội đang phát triển xu hướng toàn cầu hóa, mang theo những vấn nạn về văn hóa và đạo đức. Qua các hoạt động tại chùa, chúng con hiểu được tâm nguyện và tình thương rộng lớn mà ban hướng dẫn Phật tử huyện Duy Xuyên cũng như đại đức trụ trì chùa Phước Sơn đã dành cho thế hệ trẻ. Và giờ phút này, tất cả các bạn tu sinh, chúng ta hãy quỳ lên thật chắp tay, thật trang nghiêm, lưng thẳng, hướng trọn tâm thành của mình về phía dãy bàn chư tôn thiền đức. Giờ phút này, thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin thành kính cung thỉnh đại đức Thích Thông Huệ, phó ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên có đôi lời đạo từ sách tấn chỉ dạy cho các bạn tu sinh. Thành kính cung thỉnh đại đức. Xin em mời các em khất sinh chúng ta an tọa cho thoải mái. Các em ngồi xuống đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương. Kính bạch Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Như Giải, Ủy viên Ban Trị sự
Phật giáo tỉnh Quảng Nam, trưởng ban hướng dẫn Phật tử Quảng Nam, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên và trưởng chứng minh cho khóa tu. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng trong ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, chư tôn thiền đức trong và ngoài huyện Duy Xuyên, cũng như chư tôn thiền đức tăng ni trụ trì các chùa trong huyện. Kính thưa ông Nguyễn Thành Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên. Kính thưa ông Phạm Được, Bí thư xã Duy Hải, cùng kính thưa tất cả quý vị đại diện cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận các cấp huyện Duy Xuyên và xã Duy Hải. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý vị cùng tất cả các em khóa sinh thân mến. Lời đầu tiên xin đại lao cho Thượng tọa trưởng ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên. Xin gửi đến cung kính, gửi đến lời chúc mừng, chúc sức khỏe đến chư tôn hòa thượng, chư Thượng tọa đại đức tăng ni, cũng như quý vị quan khách, một lời chào mừng, một lời chúc thật là vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Chúc cho khóa tu được thành tựu viên mãn. Chư tôn thiền đức, có lẽ đó là cũng là niềm vui thay cho những cái lời chúc mừng tốt đẹp. Ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên đã đề ra chương trình hoạt động Phật sự của năm 2022, trong đó luôn luôn chú trọng đến vấn đề tu học của tất cả giới trẻ, cho nên ban trị sự đã ủy nhiệm công việc này cho Đại Đức Thích Thông Thắng, trưởng ban phó ban trị sự, trưởng ban hướng dẫn Phật tử huyện Duy Xuyên làm trưởng ban tổ chức khóa tu. Ban trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên rất là hân hạnh được cung đón chư tôn thiền đức từ các tỉnh thành trong và ngoài huyện đã thương tưởng quan tâm đến tất cả các thế hệ trẻ nói chung và của huyện Duy Xuyên nói riêng. Quý vị đã về đây để cùng với ban tổ chức đã dành dụm một chương trình giảng thuyết, giảng huấn và trao truyền những kinh nghiệm tốt đẹp cho các em thanh thiếu niên, thế hệ trẻ. Ban trị sự cũng xin cảm ơn tất cả quý vị, các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho khóa tu diễn ra một cách tốt đẹp. Và cùng với các em khóa sinh thân mến, khóa tu với tuyên đề xây dựng hạt giống tâm lành. Điều đó chư tôn đức muốn gửi đến cho các khóa sinh một cái tâm thông điệp, đó là tâm của chúng ta nó cũng như mảnh đất vậy. Khi chúng ta gieo những hạt giống tốt thì mảnh đất đó sẽ mọc lên những hạt mầm tốt và hoa quả tốt giúp cho đời sống của mình. Còn ngược lại, nếu chúng ta không gieo những dầm mầm tốt, chúng ta gieo những mầm giống không tốt như là những cái trái độc, thì hậu quả là chúng ta sẽ thu gặt về những cái sự buồn phiền, đau khổ. Tâm chúng ta cũng như thế, cho nên trong Phật giáo có bộ kinh Địa Tạng, tức là cái tạng tâm, nó có thể chứa nhóm tất cả chủng tử mà nó huân tập trong nhiều kiếp cũng như kiếp này. Như thế chư tôn đức muốn cho các em về dự khóa tu này là huân tập cho mình những cái hạt giống tâm linh, hạt giống cao thượng, đó là hạt giống của từ bi và của trí tuệ. Cũng như bài phát biểu phát nguyện của em khóa sinh, là chúng con đã rơi vào một cái trường hợp cô đơn, hận thù và đau khổ chồng chất. Bởi vì sao? Vì
thời đại 4.0, vạn vật cách kết nối, nó đã đem lại những cái điều tốt đẹp về mặt cuộc sống, nhưng những hệ lụy mà nó đem lại thì chúng ta đã thấy hiện nay trên các trang mạng đã rất nhiều những trường hợp mà chúng ta không mong muốn mà nó vẫn xảy ra. Do đó, khóa tu này, các con về đây, thứ nhất là được ba mẹ các con nhận thấy cái điều này, đó là hãy gieo những hạt giống tâm lành vào tâm thức của mình, đừng để nhỏ cho những cái hạt giống xấu, xa ác, độc, hận thù lan lỏi trong tâm mình. Và chưa quý vị phụ huynh đã tạo điều kiện cho các em về đây để tu học, đó là một tình thương của những bậc cha mẹ quan tâm đến con cái, đời sống của con cái. Thứ hai, các con được chư tôn Thiện Đức Tăng Ni bỏ thời gian quý báu tu tập 3 tháng hạ của mình về ở tại đây để dìu dắt cho các con trong miếng ăn, miếng uống, bước đi và tất cả những cái kinh nghiệm mà các bậc thiện hữu tri thức sẽ truyền đạt trong khóa tu này. Cho nên các con hãy cố gắng làm sao vận dụng học tập thật nhiều trong suốt thời gian ở lại khóa tu này để chúng ta đem những cái việc học này về áp dụng trong đời sống của mình, đối với cha mẹ, đối với những cái bậc trưởng thượng, đối với các bạn bè. Chúng ta phải xử lý, phải đối nhân xử thế như thế nào mà nó như là một cái vườn hoa tươi thơm ngát mùi hương, và trong đó có mình được lan truyền, được hưởng cái điều đó. Đó là một ý tưởng, đó là một thông điệp mà chư Tôn Đức quan tâm đến thế hệ trẻ, vì các con là những cái bậc hiền tài, nguyên khí, hiền tài của quốc gia. Sau này, các con sẽ gánh vác những cái trọng trách về đạo Pháp, các con trở thành những người Phật tử thuần thành, hộ trì cho Phật Pháp. Với tương lai Phật giáo, phải xóa bỏ những cái hệ lụy của mê tín dị đoan hay là những cái tập tục, phong tục lạc hậu. Từ con người chúng ta đi đến cái văn minh, thì con người chúng ta phải có nhận thức và thay đổi những cái nhận thức của mình để phù hợp với thời đại. Một lần nữa, thay mặt cho Ban Trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên, chúng con xin thành kính niệm ơn Hòa Thượng đã không quản đường xá xa xôi công việc Phật sự tu tập trong mùa hạ. Ngài đã thương tưởng đến khóa tu về đây để chứng minh cho buổi lễ khai mạc này. Xin thành kính tri ân chư Tôn Thiền Tọa Đại Đức Tăng Ni đã quan tâm đến thế hệ trẻ và đặc biệt là Phật sự của Phật giáo huyện nhà đã về đây để hướng dẫn sách đắng cho các em trong suốt quá trình tu học. Xin cảm ơn các cấp chính quyền và chúc tất cả quý vị mạnh khỏe, vô lượng an lạc, thành tựu những ý nguyện tốt đẹp của mình, và chúc cho tất cả khóa sinh an vui, mạnh khỏe, tu học tinh tấn và đạt được những thành tựu viên mãn sau khi kết thúc khóa tu này. Kính chúc khóa tu được an vui và thành đạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dòng sông tươi mát khô cạn, lòng vui sướng buổi sáng nay em về với khóa tu mùa hè. Về đây bên nhau trong cơn buồn tan, hãy tâm thêm thanh bình an, vững tin câu kinh đạo bằng từ bi vô ngán. Rời xa tham sân vô minh lòng ta sáng ra con tim vị tha, thiết tha câu A Di Đà sống vui tràn hòa. Tôi che em như nụ hoa ngàn ngà hương tỏa, tôi che em như phù sa ấm áp quê nhà, thương tinh tấn vững bước theo Phật Đà, tình
ra xa mê ta. Dòng sông tươi mát khô cằn, lòng vui sướng. Buổi sáng nay em về với khóa tu mùa hè. Về đây bên nhau trong cơn buồn tan, hãy tâm thêm thanh bình an, vững tin câu kinh đạo vàng từ bi vô ngã. Rời xa tham sân vô minh lòng ta, sáng ra con tim vì tha thiết tha câu A Di Đà sống vui tràn hòa. Tôi che em như nụ hoa ngàn ngà hương tỏa, tôi che em như phù sa ấm áp quê nhà, thương tinh tấn vững bước theo Phật Đà, tính ra xa mê ta. Thương tinh tấn vững bước theo Phật Đà, tính ra xa mê ta. Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý liệt vị, chương trình khai mạc khóa tu mùa hè lần thứ 9, chủ đề hạt giống tâm lành năm 2022 tại chùa Phước Sơn đến đây đã được thập phần viên mãn. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin thành kính đảnh lễ niệm ân Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính chúc quý ngài đạo thọ miên trường để dìu dắt chúng con và chúng sanh trên bước đường tu học. Chúng tôi xin chân thành tri ân các cấp lãnh đạo chính quyền, trân trọng tri ân quý vị đã thể theo lời mời của ban tổ chức đến tham dự buổi lễ khai mạc khóa tu sáng hôm nay. Kính chúc quý vị luôn an lạc hạnh phúc. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị khách quý, Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh, kênh truyền hình QCB Phật giáo tỉnh, Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo huyện Duy Xuyên và các bậc phụ huynh, các bạn tình nguyện viên, các bạn nằm trong các tiểu ban đang làm việc thầm lặng để phục vụ và hỗ trợ cho khóa tu. Và đặc biệt là 400 bạn tu sinh đang có mặt tại ngôi chùa Phước Sơn thân thương này. Xin kính chúc cho khóa tu 3 ngày được diễn ra thành công tốt đẹp. Trong khi thực hiện chương trình, không làm sao tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Kính mong Chư Tôn Thiền Đức cùng quý vị niệm tình hoan hỷ. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị. Giờ phút này, thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh cùng Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni và toàn thể hội chúng khởi thân hồi hướng. Cung thỉnh Hòa Thượng khởi niệm. Sinh